Chào mừng quý vị và các bạn đang trở lại với bản tin trưa của kênh truyền hình viên Tức. Bản tin trưa nay ngày 17 tháng 7 năm 2017 Báo bão số 2 đánh chìm tàu chở than 10 thuyền viên mất tích ngoài khơi cửa lò. Luật sư kiến nghị đình chỉ vụ án hoa hậu Phương Nga. Hà Nội cấm dịch vụ đi chung xe của Grab, Uber. Sẽ số hóa toàn bộ 40.000 cơ sở có nguy cơ về cháy nổ tại Hà Nội. Biểu tình phản đối ông Lý Hiển Long tại Singapore. Tình báo Mỹ tố các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất dừng chuyện chống Qatar. Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên Bão số 2 đã làm tàu vận chuyển VTB-26 chở 4.700 tấn thăng, trên tàu có 13 thuyền viên đeo đầu tại khu vực biển Hòn Ngư, Cửa Lò, tỉnh Nghệ An bị chìm. Đến hơn 9 giờ sáng ngày 17 tháng 7 mới chỉ vớt được 3 người. 8 giờ sáng hôm nay, ông Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, tỉnh đã lập ban chỉ huy tiền phương do Bộ đội Biên phòng tỉnh làm trưởng ban tổ chức tìm kiếm 10 thuyền viên mất tích còn lại. Ngay trong đầu phiên họp sau bão ngày 17 tháng 7, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã yêu cầu báo cáo ngay tình hình tàu chở 700 tấn than bị chìm ở khu vực đảo Hòa Ngư, đặc biệt là tình hình của 13 thuyền viên trên tàu. Một luật sư bào chữa cho bị can Trương Hồ phương Nga vừa gửi văn bản kiến nghị đến các cơ quan tiến hành tố tụng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương, các cơ quan giám sát đề nghị đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với Trương Hồ phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung. Phương Nga bị cáo buộc chiếm đoạt của ông Cao Toàn Mỹ 16,5 tỷ đồng thông qua hành vi gian dối, lừa môi nhà giá rẻ Vụ án đã hai lần được tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử sơ thẩm, nhưng cả hai lần hội đồng xét xử điều trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có công văn đề nghị các sở ngành liên quan không áp dụng hình thức đi chung xe đối với xe hợp đồng, các dịch vụ Grab xe và Uber Pool. Công văn này nêu rõ, Ủy ban Nhân dân thành phố nhận được văn bản số 6781 bc BRTVT ngày 22 tháng 6 năm 2017 của Bộ Giao thông Vận tải về việc không áp dụng hình thức đi chung xe đối với xe hợp đồng. Các sở giao thông vận tải địa phương có hoạt động thí điểm tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc các đơn vị tham gia thí điểm trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các quy định. Ngày 15 tháng 7, tại cuộc làm việc với Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Hà Nội kiểm tra lại công tác quy hoạch 2.000 điểm kinh doanh xăng dầu, hóa chất trên địa bàn và ra soát lại nhiều vấn đề như trang thiết bị, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Bí thư Hoàng Trung Hải yêu cầu số hóa toàn bộ 40.000 cơ sở có nguy cơ về cháy nổ trên địa bàn để khi xảy ra cháy nổ có thể lên được sơ đồ áp dụng phương án chữa cháy. Khoảng 400 người đã tụ tập tại khu vực công viên dành cho tự do ngôn luận Speaker Corner hôm 15 tháng 7 để phản đối Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Sự kiện này liên quan tới vụ tranh cãi thu hút dư luận thời gian qua giữa ông Lý Hiển Long và hai người em ruột về số phận căn nhà số 38 Olex, nơi cha của họ và là người sáng lập nhà nước Singapore hiện đại Lý Quang Diệu đã sinh sống và làm việc trước đây. Những người biểu tình ngày 15 tháng 7 yêu cầu một cuộc điều tra độc lập nhằm vào ông Lý Hiển Long để xác minh liệu ông có lạm quyền hay không. Tình báo Mỹ tố cáo các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất xâm nhập các trang thông tin và tài khoản mạng xã hội của chính phủ Qatar để tung tin đổ tiếng xấu cho quốc vương nước này. Theo đó, tuần qua, từ việc phân tích các thông tin mới thu thập được, giới chức tình báo Mỹ khẳng định ngày 23 tháng 5, nhiều thành viên cấp cao của chính phủ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã thảo luận với nhau về kế hoạch tấn công mạng và phương thức thực hiện đó. Theo tình báo Mỹ hiện tại, họ chỉ chưa rõ các tiểu vương quốc Ả Rập đích thân thực hiện kế hoạch của họ hay thuê một bên nào khác làm thay họ. Hôm nay ngày 17 tháng 7, theo hãng tin Reuters, chính quyền Seoul đã đề nghị tổ chức đàm phán quân sự liên Triều trong tuần này nhằm giảm tình trạng căng thẳng dọc theo tuyến biên giới. Đây là bước tiếp theo trong đề nghị hòa bình gần đây mà tổng thống Moon Jae-in đưa ra trong bài phát biểu tại Berlin, Đức nhân chuyến công du dự hội nghị thượng đỉnh G20. Theo hoạt tin Reuters, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Su jong Suk trong cuộc họp báo sáng nay cho biết phía Seoul mong muốn tổ chức cuộc gặp vào ngày 21 tháng 7 tại Tông nhằm ngừng tất cả các hành động thù địch gần đường phân định quân sự phân chia hai miền. Thưa quý vị và các bạn, những nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin trưa của kênh truyền hình VNTUB. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.